Cao Tu. Kênh của mình là chuyên phân phối và lắp đặt màn hình Android Auto CarTap và review một số dòng sản phẩm liên quan đến màn hình Android, cũng như là hướng dẫn các bạn xử lý một số lỗi nhỏ mà màn hình thường hay mắc phải nha. Ok, màn hình Android cho xe Camry 2015, 2016, 17. Màn hình thương hiệu CarTap được công ty Vika Auto nhập khẩu trực tiếp tại xưởng. Chúng tôi phân phối sỉ và lẻ tới các đại lý. Màn hình Android 10 inch Full HD, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB, có khe gắn SIM 4G, phát Wi-Fi cho mọi người xài. Màn hình tích hợp cam hành trình phía trước. Tích hợp cam cặp lề. Cam lùi sắc nét. Màn hình hiển thị tốc độ khi người lái, hiển thị ngày giờ, hiển thị ngày tháng, YouTube chạy ẩn, hình ảnh Full HD, âm thanh sống động, Hi-Fi, có thể thoát YouTube, thao tác những chức năng khác, nhưng YouTube vẫn chạy. Gọi điện thoại trực tiếp trên màn hình. Anh em đại lý hay quý khách cần sỉ và lẻ, comment bên dưới sẽ có số điện thoại. Xin cảm ơn anh em. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hay hữu ích, hãy bấm vào nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những cái video mới nhất. Đừng quên để lại comment phía dưới những câu hỏi, những góp ý để kênh của mình hoàn thiện hơn.